Em là một người rất là tự ti và sợ nói chuyện trước đám đông. Rất là sợ luôn. Thì để vượt qua được cái nỗi sợ này thì rất là may mắn mà khi mà được tham gia cái khóa huấn luyện viên thì là em đã vượt qua được và rất là vui vì nhờ cái khóa học đấy mà em tự tin lên. Ban đầu thì em nghĩ là mình không thể nào làm được những cái việc này đâu. Từ cái việc mà các cái cử chỉ tay này, ánh mắt, em không dám nhìn vào mắt người khác nữa cơ. Rất là sợ. Và khi mà tham gia khóa huấn luyện viên thì là được học tập và luyện tập dần ấy thì là thay đổi dần lên. Em đã có những cái lớp học riêng cho mình và đặc biệt là mọi người cũng có thể thấy là trong cái đợt Tết vừa qua đấy là em đã kết nối được với những cái học viên mà em trước giờ chỉ qua màn hình Zoom thôi và nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng mà hôm vừa rồi Tết đấy thì cũng đã kết nối được với các chị và các cô để mà có những cái buổi hẹn đầu xuân và giao lưu với nhau để mà kết nối lại. Đấy cũng là một vấn đề chung của rất nhiều người, không chỉ giống như Nhàn đâu, bản thân mình Dạ. cũng thế. Thì chẳng ai sinh ra mà chúng ta thể tự tin nói chuyện được, giống như ngày hôm nay thì nói chuyện với các bạn trên ống kính thì tất cả phải luyện tập từng bước, nhưng mà nó cũng là một cái rào cản vì chúng ta nghĩ rằng là mình phải hoàn hảo thì mình mới trở thành huấn luyện viên Inva được, hay là mình gặp một vấn đề tự ti, mình không giao tiếp, mình yếu, thế mình không biết mình lo lắng mình có được không. Thì Nhàn cũng là một câu chuyện rất là thú vị, thì có một thời gian dài ở trong tu viện ở trên Đà Lạt đúng không? Vâng, đúng Nên rồi. là mình cũng giao tiếp với cây cỏ nhiều hơn là con người. Đúng. Suốt ngày giao tiếp với thiên nhiên, nên là cái sự giao tiếp nó không bị hạn chế đi, từ giọng nói, từ ngôn từ. Và bây giờ thì rất là vui khi được mời lên sóng để chia sẻ với các bạn cái câu chuyện của Nhàn. Bây giờ Nhàn cũng có lớp học yoga của mình, từ offline, từ online, rất là truyền cảm hứng. Thế thì Nhàn để chia sẻ với các bạn thì trong cái khóa đào tạo viên ấy, mình học cái gì để mà mình có thể học cái nội dung gì để giúp mình có thể cải thiện được các kỹ năng mềm của mình. Vâng, thì ở trong những cái nơi đào tạo khác thì nơi đâu thì cái phần chuyên môn thì nó cũng có hết rồi, nhưng mà đặc biệt là bên của bên mình thì là nó có những cái phần, nhất là những cái module mà vợ dạy về giao tiếp kỹ năng mềm và có cả về dạy cả về cách mà chúng ta đứng trước trước sân khấu này, trước qua một cái màn hình máy tính nhỏ thôi mà mình có thể tự tin, và thầy cũng dạy cho cả mình cái cách mà mình luyện giọng như thế nào nữa. Bởi vì trước giờ mình ở trong tu viện rất là nhút nhát luôn, không bao giờ dám nói chuyện với cả mọi người. Mình chỉ suốt ngày chỉ tiếp xúc với cả cái vườn, đa số ngày nào là cũng ngồi để nói chuyện tâm sự với cái cây và kể cả cái món ăn mà mình nấu. Bởi vì hai cái chuyên nghiệp của mình ở bên trong tu viện là nấu ăn, chay và chăm sóc cây. Đấy, thì nhờ cái khóa huấn luyện viên của thầy mình âm thầm mình học thôi nhé các bạn. Mình âm thầm mình học ở trong lớp Zoom thôi. Mình học mà không ai biết là mình học huấn luyện viên đâu, bởi vì mình không nghĩ là mình có thể làm được nên mình sợ mọi người Đánh giá. đánh giá mình là trời ơi không học được đâu. Thế mà mình cứ âm thầm mình làm. Thì giống như thầy dạy mình là hãy tưởng tượng mình là mình đứng trước sân khấu này, mình nói chuyện thì mình tưởng tượng cái vườn cây của mình các bạn. Mình đã nghĩ rằng là mình sẽ đứng trước 7.000 người bởi vì mình đang chăm sóc 7.000 cây sâm. Và những cái con vật mà mình đang nuôi là những con cún và những con mèo. Nó luôn là bạn của mình. Và có những đôi lần nó rất là nghe lời mình ngồi trước và mình cũng giả vờ hít vào vươn hai tay lên. Tưởng tượng y xì như những học viên của mình vậy á. Thế là mình chỉnh sửa dần. Và tự nhiên đâu đó một ngày nào đấy tự nhiên mình cảm thấy rất là tự tin. Và có những cái cách mà thầy chỉ rất là nhiều. Rồi luyện cười này, làm sao để khi mà mình nói học viên không cần phải đây, cách luyện cười của thầy đó là dạy cắn vào cái bút nhá. Đấy. Cười tươi, không phải là cười mỗi bằng cái miệng đâu, mà cả cái ánh mắt của mình nữa, cái thần thái của mình để cho học viên có thể cảm nhận được. Đấy các bạn ạ, cái việc học của mình ấy thật ra là nó là tất cả đều là một cái hành trình mà chúng ta luyện tập hết, chứ không phải ngày một ngày hai mà mình có thể được. Làm sao mà mình có thể luyện tập được thì mình cần phải có một cái môi trường để cho mình luyện tập. Mình cũng rất là may mắn thầy cho phép mình được đứng lớp ở những cái lớp miễn phí này, rồi thầy cho phép mình đến những cái phòng offline để mình có thể đứng mình hướng dẫn dần dần, và đặc biệt là những cái bạn ở trong trung tâm mình đang học đây này, các bạn đi làm học viên cho mình đấy, để cho mình làm mẫu Gọi là làm chim mồi. đấy, đúng rồi, làm chim mồi. Các bạn cứ mạnh dạn lên, nếu mà mình đã có mong muốn mà mình muốn chia sẻ với mọi người, tất cả trong sâu trong mình ấy đều có một cái khả năng tiềm ẩn nào đấy, mình chưa thể nào mình phát huy được nó ra thôi, thì hãy mượn một người nào đấy, một cái người dẫn dắt mình để cho mình có thể có cái khả năng mà mình bộc phá, mình đưa cái con người thật của mình ra bên ngoài. Thì đấy là chia sẻ của Nhàn. Cái hành trình thì anh sẽ từng bước, thì trong các môn khóa đào tạo sẽ tập trung khá nhiều vào các kỹ năng mềm cho các bạn.
Vì có công việc trở thành giáo viên yoga ngoài phần chuyên môn, thì chuyên môn thì chúng ta cũng không quá cầu toàn. Chúng ta sẽ phải học dần và sử dụng dần. Nhiều anh chị em sẽ nghĩ rằng là chúng ta phải học thật giỏi chuyên môn thì đấy là điều chắc chắn. Nhưng mà chúng ta sử dụng được bao nhiêu thì có một cái phương pháp bây giờ trong thế giới bây giờ là chúng ta sẽ học, sau đó chúng ta áp dụng, chúng ta sử dụng, sau đó sau này chúng ta giải quyết vấn đề khó hơn, chúng ta lại nâng cấp từng bước. Chứ hành trình học tập là cả đời. Nhưng có một phần quan trọng đó là kỹ năng mềm. Trong kỹ năng mềm là kỹ năng nói chuyện, kỹ năng giao tiếp thì rất nhiều cách khác nhau, từ việc bạn nhàn bạn chia sẻ nói chuyện đến cái cây, thì đấy là cái sự chúng ta phải luyện tập từng bước. Sau đó thì một hai người bạn hỗ trợ mình, sau đó chúng ta sẽ đứng lên cái lớp nó lớn dần hơn. Thế thì có một cái nữa thì cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là việc là thế giới bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng internet rất là nhiều. Giờ phút này chắc là các bạn đang sử dụng điện thoại để xem video này đúng không ạ? Thế thì xu hướng bây giờ đó sẽ là tập luyện qua online. Vậy thì Nhàn hãy chia sẻ cho các bạn ấy là cách làm thế nào để em có thể tự tin chăm sóc và giúp cho những học viên của mình họ đạt được cái kết quả thông qua việc chỉ tập qua online. Thật ra để mà mình tham gia được cái lớp này cũng chính nhờ cái điện thoại. Chỉ trong tình cờ tối hôm đấy buồn quá thôi, đánh dấu chấm một cái vào cái bài của thầy thôi, thế là gặp thầy luôn và đăng ký theo cái khóa học của thầy. Thì mình trưởng thành nhờ những cái lớp Zoom online đầu tiên chứ không phải lớp offline nhé các bạn. Mình cũng mở ra những cái buổi Zoom chia sẻ cho những người bạn của mình trước tiên, đầu tiên là nhờ các bạn làm mẫu cho mình đi. Đấy, và mình set up những cái thứ mà thầy dạy mình là khi mà mình học qua Zoom ấy thì mình cần có những cái gì đầu tiên không thể thiếu, đó chính là chiếc điện thoại đúng không ạ? Và tiếp theo là những cái chân quay, và nếu mà tốt hơn nữa thì mình có những cái đèn để cho nó ánh sáng của mình nó đẹp hơn, và cả những cái mic nữa để cho cái âm của mình nó trầm hay là nó giúp cho người nghe có thể dễ dàng hơn. Thì thời gian đầu Nhàn chỉ có một cái điện thoại và một cái chân quay thôi, giống như thầy bảo có gì dùng đấy. Đấy, khi mà mình có điều kiện rồi thì mình mới nâng cấp nó dần lên. Đấy, và mình cũng kết nối với cả các cô từ cái điện thoại này, mình kết bạn trước. Sau đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lập Zoom này, lập Zoom như thế nào và mở ra làm sao, từ cái cách mà mình đặt tên trong cái phần Zoom của mình ấy, rồi cái cách mà mình xoay ngang cái điện thoại hay là xoay dọc như thế nào để mà mình có thể quan sát được các cô dễ hơn và là các chị có thể quan sát mình dễ hơn. Đấy, tất cả mọi thứ chỉ qua một cái điện thoại này thôi nhé các bạn. Và khi mà mình nếu mà được có điều kiện thì mình sẽ có thể hai cái, hoặc là có thêm cái laptop chẳng hạn, thì cái việc mà mình học tập nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, tất cả mọi thứ là em cũng chỉ có hướng dẫn mọi người qua điện thoại thôi. Và không phải là mình chỉ có dạy mọi người trong cái lúc tập, mà ngoài cái giờ tập ra thì mình có chăm sóc các cô này. Trong cái lúc tập ấy, mình có chụp lại những cái tấm hình, ví dụ như những tấm hình đẹp các bạn thích biết rồi đấy, mình có những tấm hình đẹp thì mình sẽ đăng lên chẳng hạn để mình khoe cái vóc dáng của mình. Có thể ngày xưa mình như này này, một vài ngày nữa hoặc một tuần nữa mình săn chắc hơn một chút đấy, để khoe với cả mọi người. Đấy, đấy là cái cách mà mình hướng dẫn mọi người đấy, là từ qua cả những cái hình ảnh mình chụp lại và những cái tư thế mà bị sai ấy, thì mình cũng chụp lại luôn. Mình chỉnh cho các cô qua những cái hình ảnh nó bị cong lưng như thế nào, hay là mình bị quá cái giới hạn của cái bàn chân ra làm sao. Đấy, thì mình tất cả mình sẽ chụp hình lại hết từ tất cả những cái khâu đấy, là nhờ thầy hướng dẫn cho mình là làm như thế nào, các bước như sao làm sao. Đấy các bạn. Ok, cảm ơn Nhàn. Cái quá trình dạy qua online thì các bạn sẽ có một cái hệ thống chăm sóc hỗ trợ cho học viên từ cái giáo án, đối tượng vào tập, và thậm chí để cho học viên có thể quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ có cách để sử dụng các trang thiết bị internet để giúp cho học viên có thể kết nối mình một cách dễ dàng. Đặc biệt là các hoạt động chăm sóc sau khóa học, như là họ tập rồi họ sai động tác thì chúng ta gửi cho họ cái bức ảnh mà họ tập sai, để họ thấy được rằng sai là như thế nào là sai, đúng là thế nào là đúng, và sửa thế nào cho chuẩn hơn. Thì chúng ta chăm sóc liên tục thì học viên sẽ đạt được kết quả. Đó là cái điểm giữ kết nối với học viên liên tục. Thì đấy là những cái chia sẻ của bạn Nhàn trên hành trình trở thành huấn luyện viên yoga. Tất nhiên để trở thành huấn luyện viên yoga chúng ta còn nhiều cái vấn đề khác nữa, nhưng quan trọng nhất là mỗi ngày chúng ta sẽ giải quyết từng bước từng bước. Vậy thì trong ngày hôm nay khi bạn xem video này, bạn cũng đang lo lắng về việc là mình không biết cách nói chuyện như làm sao, cũng ngại giao tiếp, thì Nhàn là một cái sự chia sẻ thú vị để giúp cho bạn có sự truyền cảm hứng tốt hơn. Và nếu bạn cũng mong muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành một con người tự tin, hãy nhớ rằng là việc là cái luyện tập trong khóa huấn luyện viên nó không chỉ ảnh hưởng là việc bạn trở thành huấn luyện viên, mà nó ảnh hưởng mọi thứ trong cuộc sống của bạn, trong cái giao tiếp hàng ngày, cái cuộc sống nó trở nên chất lượng tốt hơn. Vậy thì nếu bạn đã quyết định thực hiện biến đam mê của mình thành cái hiện thực, thì các bạn có thể kết nối để có thể được tham gia một chương trình gọi là chương trình định hướng. Trước khi các khóa đào tạo huấn luyện viên diễn ra thì giống như nhà thì tôi cũng sẽ có các cái buổi trò chuyện để xem là bạn có cái điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì, để thông qua đấy thì trong chương trình đào tạo mới hỗ trợ bạn một cách tốt hơn. Do vậy thì nếu bạn đã sẵn sàng biến đam mê của mình thành hiện thực thì bạn có thể làm hai hành động sau. Một là nhấn vào đường link website
là www.daotaoyogaonline.com để lại thông tin để tôi có thể tư vấn và định hướng cho bạn. Hai, nếu bạn đang xem thông tin này trên Facebook, hãy comment từ tham dự ở dưới đường link ở dưới phần comment, thì các bạn support sẽ đặt lịch cho bạn để có thể cố vấn, tư vấn cho bạn định hướng rõ ràng hơn trước khi bạn tham gia một khóa học chính thức. Nhớ nhé, hãy comment từ tham dự hoặc nhấn vào đường link website và sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị về hành trình trở thành huấn luyện viên yoga. Hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào.